anh và Khánh Vân đã trải qua hành trình bay sang Mỹ giữa dịch như thế nào? Năm nay, vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, các chuyến bay quốc tế khá hạn chế. Chưa kể, địa điểm đăng cai ở Hollywood, bang Florida, Mỹ nên hành trình bay càng thêm kéo dài. Chúng tôi bay ba trận với tổng thời gian bay lẫn quá cảnh là 32 tiếng. Ý thức việc chết lát có thể gây ảnh hưởng Khánh Vân nên chúng tôi ngay từ khi bước chân lên máy bay là lập tức thay đổi sinh hoạt theo giờ Mỹ. Ví dụ, chuyến bay từ Việt Nam đến Nhật là trùng buổi sáng ở Mỹ nên hai anh em gián thức. Tuy nhiên, bay 6 tiếng cùng quá cảnh 2 tiếng ở Tokyo khiến cả hai rất mệt. Vừa lên chuyến bay sang Mỹ kéo dài hơn 12 tiếng, anh em ngủ luôn không hay. May mắn khi đến Houston, Texas là buổi sáng nên chúng tôi điều chỉnh giờ sinh học nhanh chóng. Vì bay giữa dịch, tôi và Khánh Vân tuân thủ mặc đồ bảo hộ suốt trên các chuyến bay. Ai xung quanh đều nhìn chúng tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Dù hơi ngợp, đó là điều cần thiết đảm bảo an toàn, đặc biệt Khánh Vân còn phải tham gia Miss Universe. Anh Bảo Hoàng, Khánh Vân trên đường phố Miami, Mỹ trước khi nhập cuộc thi Miss Universe. Ở hai điểm quá cảnh là Tokyo và Houston, vì sao hai anh chị không ưu tiên thời gian nghỉ ngơi, lại tốn sức thay đồ, chụp ảnh. Sau thời gian dài chờ đợi, cuộc thi Miss Universe mới có thể diễn ra lần này, Khánh Vân bay đi thi ở Mỹ nên chúng tôi mong muốn cập nhật hình ảnh đều đặn với khán giả nước nhà. Ban đầu, ekip chỉ dự tính thay đồ, chụp ảnh ở Tokyo, rồi khi nào đến điểm cuối cùng là Miami mới chụp tiếp. Xong lúc quá cảnh ở Houston, ekip nhận ra đông đảo fan cùng thức đêm, cùng theo dõi từng giây phút chuyến bay qua vệ tinh. Rồi những hình ảnh ở Tokyo được mọi người chia sẻ rộng rãi cùng nhiều lời động viên, khích lệ. Trước tình cảm quá dạt dào ấy, Vân thay đổi kế hoạch, vừa đến Houston liền cố gắng thay bộ váy theo cờ hai nước Việt Nam, Mỹ. Ngoài tốn sức, chúng tôi gặp không ít khó khăn. Ví dụ thời gian quá cảnh ít ỏi, bàn ủi mang theo không thể sử dụng do chênh lệch điện thế giữa hai nước. Ở Houston, một người quen phải lấy xe hơi chạy khoảng một tiếng đồng hồ, mang bàn ủi khác vào sân bay. Rồi bạn Nguyễn Khánh, một fan đang làm việc ở sân bay Houston, hỗ trợ hai anh em lấy hành lý, dẫn vào phòng chờ để thay đồ sau đó đến Miami, linh mục Martino Nguyễn Bá Thông, người sáng lập ngôi nhà Juan Body Villager mà Khánh Vân làm đại sứ, đưa đón cả hai về khách sạn. qua đây, đại diện ban tổ chức Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam, tôi gửi lời cảm ơn đến lực lượng hải quan tại sân bay Tân Sơn Nhất, linh mục Martino Nguyễn Bá Thông và nhiều anh chị khác ở Mỹ. nhờ mọi người, hành trình Khánh Vân đến Miss Universe được khởi đầu suôn sẻ, thuận lợi. và qua chuyến đi lần này với Vân tôi quý hơn nỗ lực của Hoàng Thùy năm 2019. Bạn bay một mình, hành lý nhiều, thời tiết Atlanta lạnh và không có nhiều người Việt ở đó. Nhưng Thùy vẫn hoàn thành phần thi rất tốt. Là người đồng hành Khánh Vân suốt thời gian qua, anh thấy Khánh Vân đã thay đổi thế nào? Khánh Vân âm thầm, nỗ lực hơn một năm qua từ hình thể, cát cá hoác, ngoại ngữ. Bạn thuộc tuyết người không thích nói nhiều, chỉ muốn có kết quả thật tốt rồi mới chia sẻ có thể nói Khánh Vân thời điểm này là phiên bản hoàn hảo nhất của chính bạn. Do đó, Vân mang hết thế mạnh, tinh thần quyết tâm cao sang Mỹ dự thi. Nhưng về tính cách, từ lúc đăng quang, Khánh Vân vẫn chính là bản thân mình, một cô gái ấm áp, lễ phép, thân thiện, luôn tâm huyết với các dự án bạn làm. Vân cũng rất thẳng tính, sẵn sàng bày tỏ quan điểm và quyết liệt đấu tranh nếu cần thiết cho công việc. Điều này chuyên nghiệp, đồng thời tạo thuận lợi cho ban tổ chức Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam và Vân dễ dàng làm việc hiệu quả nhất. Cũng nhờ vậy, mọi người trong công ty đều yêu quý bạn ấy. Những ngày qua, toàn bộ ekip dường như sống theo giờ Mỹ, không ai nề hà vất vả nhằm giúp đỡ Vân đi thi một cách tốt nhất. Mặt mệt mỏi, Khánh Vân cố gắng cập nhật hình ảnh về quê nhà. Anh đánh giá đại diện Việt Nam năm nay phù hợp tiêu chí nào của Miss Universe? Miss Universe là cuộc thi sắc đẹp hàng đầu thế giới, hàng năm thu hút 80, 90 quốc gia tranh tài, chất lượng thí sinh cao. Nhưng tiêu chí họ muốn lựa chọn người chiến thắng sẽ trở thành đại sứ, phát ngôn của tổ chức, sẵn sàng làm việc, bên cạnh nhan sắc, trình diễn. Xét ở yếu tố này, Khánh Vân luôn toát ra một năng lượng tích cực, khiến người khác muốn đồng hành. Sức lan tỏa ấy từng được bạn thể hiện ở Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2019 và chinh phục được ban giám khảo đến với Miss Universe, tôi cảm nhận Khánh Vân là đại diện hội đủ yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Cả ekip toàn tâm toàn lực để thực hiện mục tiêu hai tiếng Việt Nam được gọi tên nhiều nhất có thể. Ban tổ chức xây dựng chiến lược gì cho Vân tại cuộc thi? Như đã nói ở trên, tổ chức Miss Universe tìm kiếm một cô gái độc lập, tự chủ. Đó là lý do trong chuyến sang Mỹ, chỉ có tôi và Khánh Vân, trong khi nhiều thí sinh khác đi cùng đoàn lên đến chục người tôi muốn vân luôn trong trạng thái sẵn sàng, tự chăm sóc, thể hiện bản thân, thay vì phụ thuộc vào ekip. Bản thân tôi có cơ hội đồng hành hờ hèn Nie, Hoàng Thùy đi thi vào các năm trước nên có thêm kinh nghiệm từ các nước cường quốc hoa hậu. Đó là những bài học từ cách dạng luyện trong nước, kết nối nhà tài trợ, đẩy mạnh truyền thông, nhưng không tạo tác dụng ngược. Không phải thí sinh nào được quan tâm, chú ý là sẽ chiến thắng ví dụ như chuyện thời trang, nhiều khán giả quan tâm Khánh Vân mang gần trăm bộ đồ thì sẽ chặt chém, ra sao? Chúng tôi không bao giờ hướng đến những ghế trị bề nổi ấy, mà quan trọng hơn là trang phục tôn sắc vóc Khánh Vân và quảng bá thời trang nước nhà đến với bạn bè thế giới. Khánh Vân được kỳ vọng tỏa sáng và giảnh giải cao ở Miss Universe. Đảm nhận vai trò giám đốc quốc gia của Miss Universe tại Việt Nam mang đến cho anh những trải nghiệm gì? Vai trò giám đốc quốc gia của Miss Universe tại Việt Nam vẫn do chị Thiên Lý, á hậu Thiên Lý đảm nhận. Giai đoạn này chị bận công việc riêng nên tôi thay thế chị tạm thời. Ở một vai trò quan trọng như vậy, tôi không đặt bất cứ áp lực nào cho bản thân, ngược lại học hỏi nhằm giúp đại diện các năm sau tốt hơn. Để nâng tầm vị thế Việt Nam tại Miss Universe, ngoài tổ chức cuộc thi cấp quốc gia thật tốt, chúng ta phải tìm kiếm và tạo ra một cô gái chuẩn hoàng vũ. Vài năm qua, Việt Nam đã có những người đẹp gặt hái thành tích tốt như Hờ Hèn Niê, Hoàng Thùy. Chưa kể, các cô gái nhà Hoàng Vũ rất đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau. Điều đó đáng trân quý. Về cá nhân, năm nay tôi có một niềm vui riêng là được nhiều khán giả trong nước lẫn quốc tế quan tâm mình từ những ngày đầu bay cùng Khánh Vân. Dù không muốn cuộc sống đời tư được chú ý, tôi vẫn công khai trang cá nhân, dùng nó như một kênh truyền thông, quảng bá hình ảnh của Vân thêm sức lan tỏa tôi muốn làm mọi thứ tốt nhất cho khánh vân và các đại việt nam khác nếu có thể anh tuấn